Bây giờ là đến lượt cái cây xanh 5 điểm các bác nha. Thì sáng ngày tôi có rút răm, tôi có tuốt lá được một ít rồi. Bây giờ tiếp tục rút răm nốt để trồng. Thì một số bác hỏi là vì sao phải rút răm và rút răm bao nhiêu? Thì câu hỏi vì sao thì phải rút răm thì cái cây 5 điểm trước tôi đã nói. Còn rút bao nhiêu lần thì là tùy vào cây của các bác và cái độ ưng ý của răm của các bác muốn mong muốn đấy. Đấy, ví dụ các bác, một số bác chỉ yêu cầu nó đơn giản ấy, thì rút răm rất là nhanh và thậm chí là chỉ cần tỉa lá là răm đã được, nhưng mà để yêu cầu chi tiết ấy thì rất là nhiều lần để rút răm, thì tùy vào cây của bác và độ kỹ của bác mỗi lần làm đấy, chứ không phải không 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 chỉ xác định được là bao nhiêu lần đấy. Và độ ưng ý của mỗi người các bạn đấy. Giờ tôi tuốt nốt lá của chỗ kia, cái phần còn lại để xong rồi tôi sẽ rút răm cây này các bác nhé.
các bác. Khi mà rút răm thì những cái cành mà những cái răm mà non yếu như này bung là chuyện bình thường quá, càng tốt mà sau nó lên lại rất là nhanh, răm nó cũng mỏng đi và đều hơn. Một lý do nữa mà vì sao phải rút răm là vì khi mà các bác, tức là rút răm mà tốt lá, khi mà các bác để lá thì lá, phần lá nó che đi rất nhiều, nhiều khi mình không nhìn thấy xương, và một số cái cành mà mình quyết định mình cắt đi ấy, đấy thì nó rất là khó khăn. Mình rút đi, mình tuốt lá đi thì nhìn nó rất là dễ, nó xương của nó rơ ra và răm của nó nhìn nó sẽ thấy được những cái điểm yếu, những cái lỗi, và mình sẽ làm đi quyết định rất là nhanh các bác. Đấy.
Thank you.
Đấy, các bác càng kỹ thì rút răm càng nhiều lần càng kỹ thì răm càng đẹp càng sóng. Những cái cành mà mọc xiên xẹo, những cái răm mọc xiên xẹo thì chắc chắn sẽ bị loại bỏ, răm rất là sóng. Cái cây này của tôi thì thường trước đây chỉ có cắt qua để trồng dưới phôi mà cắt lá chứ không có tút lá gì, cắt cành chứ không có tút lá đấy, cho nên là nhiều khi nó không kỹ, bây giờ lộ ra những cái răm nó mọc xiên xẹo đấy, và những cái răm khô thì mình loại đi và nó mọc dưới răm ấy đấy, để cho răm nó sóng và đều thì tất nhiên vẫn một vài lần nữa thì răm mới đẹp được đấy. Và mà các bác xanh xi si mà không rút răm như này thì rất dễ bỏ những cái chi, cái răm nhỏ đấy, nhưng rút răm cũng là một cách để duy trì cái tán cũng như là những cái răm nhỏ các bác đấy các bác nhé.
Bonsai là cây cảnh cũng vậy các bạn. Người ta nói là nhìn cái cây này sạch sẽ, nhưng mà sạch sẽ thì có cái gì? Thứ nhất là thân, ra bóng lộn, không bóng lộn một số cây, và một số cây nhìn nó không rườm rà, những cái nét thừa. Hoặc là cái thứ hai là cái dăm, cái chi này sạch sẽ ở đâu nhìn quá là biết ngay, bởi vì là cái dăm nó không xuôi dăm các bác đấy. Cho nên là rút dăm cũng là một cách để làm cây nó hoàn thiện, đỉnh cao hơn và nhìn nó mướt mắt sạch sẽ quá.
Thank you.
Đấy các bạn, tạm ổn đấy, tạm ổn đấy. Dăm thì vì là mới được một hai lần làm dăm cho nên là nó chưa được ưng ý, chắc phải một vài lần nữa các bác. Đấy thì mới rút xong thì nó nhìn nó lem em thôi chứ không không ngon lành được ngay như là cái cây kia của tôi đấy, nhưng mà tương lai là sẽ rất ok đấy các bác nha. Đấy các bác nha. Bây giờ này cái ngọn kia thì sẽ cắt đi, cắt cái ngọn kia đi, cắt cái ngọn kia đi nhá, đừng lỗi, cắt ngọn kia đi, lâu dài là phải như thế, chơi đẹp là phải như thế các bác. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.